Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt DJ Thái Hoàng vì tàng trữ ma túy. Từ vụ hành lý 4 tiếp viên có ma túy, đã khởi tố 22 vụ án, 65 bị can. Bà Phương Hằng bị tiếp tục tạm giam đến ngày 5 tháng 5. Tạm giữ 24 người móc túi, cướp giật dây chuyền ở lễ hội. Manulife công bố phương án giải quyết khiếu nại về bảo hiểm bán qua SCB. Nga bác thông tin Tổng thống Putin dùng người đóng thế. Sau đây là những tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 26 tháng 4. Người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ một số ngày hơn 38 độ C. Dù có những ngày trời không nắng nhưng thời tiết Nam Bộ oi nóng khó chịu, vì sao? Ngày vừa qua thì tại Nam Bộ, nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì cái nhiệt độ nó có khoảng là 37 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đó là nhiệt độ trong lều khí tượng. Còn cái nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận được thì năm nay rất là bất thường, tức là có thể là nó lên đến hơn 40 độ ở ngoài trời. Bây giờ là vừa nóng mà vừa là cái độ ẩm trong không khí nó cao, mây nó hình thành để cho nên là nó làm cho nên là tăng thêm cái nguồn nhiệt ở trong không khí. Cái đợt nắng nóng này á, thì tạm thời sẽ lui dần trong những ngày cuối tuần này. Nhưng mà sau cái đợt mưa chuyển mùa này thì nắng nóng sẽ quay trở lại. Và từ đây cho đến khi mà vào mùa mưa á, thì còn ít nhất là phải 2 đợt nắng nóng nữa với cái cường độ thì tương đương như vừa rồi hoặc là nó hơi dịu hơn một tí. Chiều ngày 26 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí sau khi hàng trăm người gửi đơn tới công an tố cáo đã bị tư vấn sai sự thật, khiến họ hiểu nhầm rằng đang tham gia sản phẩm tiết kiệm đầu tư nhận về lãi suất cao, nhưng thực chất là mua bảo hiểm nhân thọ của Manulife phân phối qua ngân hàng SCB. Doanh nghiệp vô cùng cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt của khách hàng tham gia bảo hiểm Tâm An Đầu Tư phân phối qua ngân hàng SCB trong thời gian vừa qua. Công ty đã đánh giá với từng khiếu nại của khách hàng và phần lớn các trường hợp cho thấy không có đủ chứng cứ chứng minh các nội dung khiếu nại của khách hàng. Đối với một vài trường hợp mà công ty tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái trong quá trình tư vấn, công ty đã kỷ luật cứng rắn đối với các cá nhân có liên quan, bao gồm cả việc báo cáo tới các cơ quan chức năng. Như bạn đã biết thì là bắt đầu từ hôm nay chúng tôi công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng, và bắt đầu từ cuối tuần này thì chúng tôi sẽ tiến hành gửi thư đến tất cả các khách hàng có khiếu nại với công ty Manulife Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và ngay sau đây thì bộ phận dịch vụ khách hàng chúng tôi có thể liên lạc với khách hàng để đặt cuộc hẹn. Hiện tại chúng tôi đang tổ chức nhân sự vì chúng tôi mong muốn rằng là đẩy nhanh hoàn tất cái quá trình này càng nhanh càng tốt. Và do vậy là tất cả các cuộc gặp với khách hàng sẽ diễn ra trong tháng 5. Giống như tôi đã trình bày trước đấy, thì chúng tôi mong muốn là hoàn tất các cuộc thảo luận với từng khách hàng một với mục tiêu là đạt được một cái giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng chọn được trước ngày 30 tháng 6, 2023. Trước đó, báo Tuổi Trẻ đăng tải loạt bài điều tra ép người dân mua bảo hiểm, trong đó có phản ánh việc tiền tiết kiệm bỗng thành bảo hiểm nhân thọ. Nhiều khách hàng tới ngân hàng SCB gửi tiết kiệm, sau đó hô biến sang bảo hiểm nhân thọ Manulife. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 năm 2023, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, lúc thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm, Cục đã phát hiện những sai phạm nhất định. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu làm rõ bất cập ở đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng. Ngày 26 tháng 4, đại diện Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức vụ hành lý 4 tiếp viên hàng không có ma túy. Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ, 65 bị can về nhiều tội danh liên quan ma túy. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 30 ngày, Công an thành phố và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng 3 do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời, xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.
Sau đó sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, không liên quan đến các nữ tiếp viên nêu trên. Với sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý vi phạm hành chính 12 người, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngày 24 tháng 4, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 24 xử phạt Tổng công ty Cảng hàng không ACV để bụi đỏ phát tán xa trong quá trình thi công sân bay Long Thành, Đồng Nai với tổng mức xử phạt 270 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, ACV đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ACV chưa bố trí các hồ chứa tạm để chứa nước mưa và chưa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa trong quá trình thi công. Thực hiện tưới, phun nước không thường xuyên, không đầy đủ các vị trí theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt dẫn tới việc gia tăng bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, ACV đã gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường từ 5 đến 10 lần đối với thông số môi trường thông thường. Trước đó, hàng ngàn hộ dân ở Đồng Nai đã than trời khi liên tục bị các cơn bão bụi từ dự án xây dựng sân bay Long Thành ồ ạt tràn vào nhà. Đặc biệt, trời nắng nóng kèm những cơn gió lớn khiến tình trạng ô nhiễm bụi càng thêm trầm trọng. Sáng ngày 26 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn được cho là xuất phát từ một cô gái. Cô gái này khẳng định mới đây mình đi bar, nhậu cùng Trấn Thành, ca sĩ H và một người nữa tên Lâm. Khi nhậu xong, cô này được nhờ thanh toán 187 triệu đồng, nhưng nay vẫn chưa được trả lại tiền. Một người nữa tên Lâm trong câu chuyện bị dân mạng suy đoán là Lê Dương Bảo Lâm vì gần đây nam diễn viên thân thiết và hợp tác nhiều dự án với Trấn Thành. Trưa ngày 26 tháng 4, Tuổi Trẻ Online liên hệ với quản lý truyền thông của Trấn Thành. Người này khẳng định tin đồn đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Ekip của Trấn Thành còn không biết những thông tin đó từ đâu tới. Nam nghệ sĩ cảm thấy bình thường với những thông tin sai lệch trên bởi vì từ đầu năm đến nay anh liên tục vấp phải nhiều tranh cãi. Trên livestream trưa 26 tháng 4, Lê Dương Bảo Lâm cũng phủ nhận thông tin trên. Khi vụ việc ồn ào trên mạng, nhiều cư dân mạng bán tín bán nghi. Họ cho rằng những bức ảnh bằng chứng được đăng kèm không hề rõ ràng, không chứng minh được đó là các nghệ sĩ nêu trên. Cả hình ảnh chụp tin nhắn chuyển tiền 187 triệu đồng cũng bị che nhiều thông tin. Bên cạnh đó, một số khán giả suy đoán về nguồn gốc của tin đồn. Có người còn cho rằng tin này được tung ra đúng vào thời điểm phim Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải sắp ra rạp. Liệu có phải để cạnh tranh về sự chú ý của truyền thông? Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa đến ngày 5 tháng 5. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó, bà Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa đến ngày 5 tháng 5. Theo Điều 240 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định về thời hạn quyết định việc truy tố trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát phải ra một trong các quyết định truy tố bị can trước tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện Kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định bị truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo nội dung vụ án, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng có mời ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM tham gia vào những buổi livestream của mình. Khi bà Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, thì ông Đặng Anh Quân đã cùng tương tác phát ngôn về nội dung liên quan, đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai không có mâu thuẫn với những cá nhân đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm. Nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Nguyễn Phương Hằng, nên Nhi, Hà và Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà Hằng tổ chức liên tục nhiều buổi livestream và đăng tải bài viết trên trang fanpage Hoàng Nhi và Hali để xúc phạm các cá nhân Lê Thị Giàu và Trương Thị Việt Hà. Ngoài ra, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân khai nhận sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chia sẻ các buổi livestream có nội dung xúc phạm cá nhân cho bà Phương Hằng, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân. Chiều ngày 25 tháng 4, Đội Quản lý Thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tràng Tiền số 10 do bà Phạm Thị Ngạn làm giám đốc, địa chỉ tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện lô hàng kem sữa đặc có đường do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng ghi trên vỏ hộp và 30.000 que kem thành phẩm. Làm việc với lực lượng chức năng, bà Ngạn, giám đốc công ty khai số hàng trên được bà mua về để làm nguyên liệu sản xuất. Đối với số kem thành phẩm, lực lượng chức năng đang kiểm đếm vừa được sản xuất trong ngày và dùng nguyên liệu từ lô kem sữa hết hạn sử dụng đang có tại cơ sở. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm 9.360 hộp, 1kg một hộp, tương đương 9.360kg, 30.000 que kem thành phẩm, tổng trị giá lô hàng khoảng 360 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định. Ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thái Hoàng, 32 tuổi, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc nổi tiếng trong giới DJ. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 ở phường Dị Châu, thành phố Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, có 94 người đang nhảy múa trong tiếng nhạc rền tai. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng tàng trữ trái phép hơn 1,5 gam ma túy loại ketamin. Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ tổng cộng hơn 5,3 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang của quán. Phát hiện thu giữ 2 bình khí cười N2O và các vỏ bóng bay để phục vụ bán cho khách có nhu cầu sử dụng. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu, xác định có 11 người dương tính với các chất ma túy. Được biết, trước thời điểm bị kiểm tra, thì quán Ruby Club 18 đã bị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ việc. Ngày 26 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ 24 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Trước đó, tối 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 tại thành phố Sầm Sơn. Lợi dụng lễ hội đông người, các nghi phạm đã trà trộn, gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách. Ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn đã triệt xóa băng nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản do Trịnh Ngọc Quẹo, 35 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang cầm đầu. Công an bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, trắng và nhiều tang vật liên quan có giá trị. Chỉ trong hơn 1 giờ có mặt tại Thanh Hóa, băng nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ cướp, trộm cắp tài sản tại thành phố Sầm Sơn. Thủ đoạn của nhóm này là tạo tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn để thực hiện hành vi phạm tội. Các nghi phạm cản trở, đánh lạc hướng khi bị phát hiện để trốn khỏi hiện trường, tẩu tán tang vật. Tài sản mà nhóm này hướng tới là đồ trang sức, chủ yếu là dây chuyền bằng vàng.
Sáng ngày 26 tháng 4, quận 7 đã tổng vệ sinh, vớt rác ao sông Tân với diện tích khoảng 94.206 m². Hoạt động này nhằm khơi thông dòng chảy các ao, kênh rạch, giảm ngập nước trước mùa mưa bão và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Được biết, ao sông Tân có dự án cải tạo với quy mô di dời 770 căn nhà, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 4.600 tỷ. Đây là ao nước tự nhiên lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ao này nằm trong danh sách Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt danh mục ao hồ đầm phá không được san lấp trên địa bàn thành phố để phục vụ du lịch, giải trí, chỉnh trang đô thị và điều tiết nước. Ủy ban Nhân dân quận 7 cho biết toàn bộ 10 phường sẽ đồng loạt tổ chức ra quân, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, vớt rác, phát quang, khơi thông dòng chảy 10 nhánh kênh rạch trên địa bàn các phường với số lượng hơn 800 người tham gia. Chuyển sang phần tin thế giới, Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Putin có người đóng thế. Năm nay 70 tuổi, ông Putin được cấp dưới mô tả có sức khỏe đáng ao ước. Ngày 25 tháng 4, Reuters dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các thông tin trên và nói đó lại là một điều dối trá. Ông Peskov mô tả Tổng thống Putin sở hữu nguồn năng lượng đáng ghen tị, còn sức khỏe thì khiến tất cả chỉ biết ước ao, rằng những người làm việc bên cạnh ông khó có thể bắt kịp Tổng thống Putin. Thuyết âm mưu về Tổng thống Putin không thiếu. Nghi vấn ông Putin dùng người đóng thế thậm chí còn được một tướng tình báo Ukraine nói ra. Tháng 3 năm 2023, thuyết âm mưu về việc này lại xuất hiện. Một video lan truyền trên mạng xã hội Nga nói, người tới thăm khu vực Mariupol không phải ông Putin. Câu hỏi, ai đang lãnh đạo nước Nga lại xuất hiện. Lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 26 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bochen Phong, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Nước chủ nhà Campuchia đã tổ chức đội hỷ nhạc dân tộc tại sân bay quốc tế Bochen Phong, thủ đô Phnom Penh để chào đón các đoàn thể thao dự SEA Games 32. Có mặt tại đây, phóng viên tuổi trẻ ghi nhận không khí sôi động, đầy sắc màu mà nước chủ nhà dành cho các đoàn thể thao các nước. Một chiếc xe tải chở sơn chạy quá tốc độ đã bị lật và phát nổ trên đường cao tốc ở Uzbekistan vào ngày 6 tháng 4. Đoạn video cho thấy chiếc xe tải bị lật và cày nát giải phân cách rồi phát nổ. Ngay sau đó, một đám cháy bùng lên bao trùm cả một đoạn đường. Tai nạn làm tài xế tử vong và 6 người bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau 25 phút. Một đoạn đường cao tốc tạm thời bị phong tỏa để điều tra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 27 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 29 tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần. Khu vực Hà Nội ngày mai 27 tháng 4, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời có mây, ngày có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, video.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.